Cô chào các bạn. Bài học trước cô và các bạn đã được làm quen với Microsoft Word. Để hiểu thêm về Microsoft Word, hôm nay cô và các bạn sẽ bước sang chủ đề 26. Microsoft Word, lưu và mở văn bản. Tiếp theo, cô và các bạn cùng bước sang hoạt động số 1, tạo văn bản mới. Gồm có 4 bước. Bước số 1, chọn thẻ file. Bước số 2, chọn nail. Bước số 3, chọn plain document. Bước số 4, chọn create. Cô vừa hướng dẫn các bạn 4 bước để tạo một văn bản mới. Tiếp theo, cô và các bạn cùng bước sang hoạt động số 2, lưu văn bản, gồm có 4 bước. Bước số 1, chọn biểu tượng nút lệnh xét trên thanh tiêu đề. Bước số 2, chọn nơi lưu văn bản. Ở đây cô chọn ổ đĩa D. Bước số 3, gõ tên tệp tin cần lưu tại vị trí file name. Ở đây cô đặt tên là khởi động Word. Và bước số 4, nhấp chuột vào nút Set. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các bạn lưu văn bản với một tên khác, gồm 4 bước. Bước số 1, nhấp chọn thẻ file. Sau đó chọn lệnh Save As. Bước số 2, chọn nơi lưu văn bản. Ở đây cô cũng chọn ổ đĩa D. Bước số 3, gõ tên tệp tin cần lưu lại với tên khác. Ở đây cô gõ lại tên tệp tin là khởi động Word 1. Và bước số 4, nhấp chuột vào nút Set. Tiếp theo, cô và các bạn cùng bước sang hoạt động số 3, mở văn bản, gồm có 5 bước. Bước số 1, nhấp chọn thẻ file. Bước số 2, chọn Open. Bước số 3, chọn vị trí lưu văn bản. Ở đây cô chọn dưới D. Bước số 4, chọn tệp tin cần mở. Tệp tin cần mở là khởi động Word. Và bước số 5 là chọn lệnh Open. Để đóng Microsoft Word gồm có 2 cách. Cách số 1, nhấp chuột trái vào biểu tượng dấu X màu đỏ bên phải màn hình. Bước số 2, nhấp chọn thẻ file và chọn Exit. Tiếp theo, cô và các bạn cùng bước sang hoạt động số 3 là hoạt động thực hành. Dùng Microsoft Word để tạo văn bản mới có nội dung sau. Sau đây cô và các bạn sẽ cùng trải nghiệm phần thực hành. Ở đây là một văn bản đã có một văn bản tiếng Việt đã được soạn sẵn. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một văn bản mới. Bước số 1, nhấp vào thẻ file. Bước số 2, chọn New. Chọn Blank Document. Chọn Create. Sau khi các bạn vừa tạo xong một văn bản mới, sau đây cô và các bạn cùng soạn văn bản tiếng Việt.
Sau khi các bạn đã sờ xong văn bản tiếng Việt, sau đây cô và các bạn sẽ định dạng văn bản. Để định dạng được văn bản, đầu tiên cần phải đánh dấu khối vùng văn bản cần định dạng. Nhấp chuột trái tại điểm đầu, kéo rê về bên phải, thả chuột tại điểm cuối. Sau đây cô sẽ định dạng là rút lệnh in đậm chữ. Nhấp chuột trái tại vị trí điểm đầu, kéo rê về bên phải, thả chuột tại điểm cuối. Định dạng rút lệnh in đậm. Cô và các bạn vừa định dạng xong văn bản tiếng Việt. Sau đây cô và các bạn sẽ lưu văn bản. Nhấp chuột trái vào biểu tượng nút xếp trên thanh tiêu đề. Bạn có thể di chuyển thanh cuộn dọc để chọn vị trí lưu văn bản. Ở đây, cô chọn ổ đĩa D và đặt tên tại vị trí file name. Nhấp chuột vào ô. Ở đây cô đặt tên là khởi động Works. Sau khi các bạn đã đặt tên xong, tiếp theo bạn sẽ nhấp chuột vào nút Save. Cô và các bạn vừa lưu xong văn bản. Để đóng Microsoft Word, các bạn có thể di chuyển góc trên của bên phải, nhấp vào dấu X màu đỏ, hoặc là chọn thẻ file, chọn Exit. Tiếp theo, để mở một văn bản đã được lưu, đầu tiên các bạn sẽ khởi động Microsoft Word 2010. Bước số 1, nhấp vào thẻ file, chọn Open, tìm vị trí lưu văn bản, ổ đĩa D. Tại vị trí chứa các thư mục và tệp tin, bạn có thể di chuyển thanh cuộn dọc và tìm kiếm tệp tin cần mở. Nhấp vào tệp tin cần mở, chọn Open. Cô và các bạn vừa thực hiện mở một văn bản đã lưu. Ở đây văn bản đã lưu với tên khởi động Word. Sau đây các bạn cùng thực hiện gõ thêm hai câu văn bản. Microsoft Office. Nhớ ghi. Liền chọn tiếp Word 2010. Sau đây cô và các bạn sẽ lưu văn bản với một tên khác. Bước số 1, nhấp vào thẻ file. Bước số 2, chọn lệnh Save As. Bước số 3, chọn vị trí lưu, ổ đĩa D. Bước số 4, đặt tên tại vị trí file name. Ở đây cô sẽ đặt là khởi động Word 1. Sau khi đặt tên xong, các bạn nhấp chuột vào nút Save. Các bạn cùng quan sát, tên tệp tin vừa được thay đổi là khởi động Word 1. Cô vừa hướng dẫn các bạn tạo một văn bản mới, lưu văn bản, mở một văn bản có sẵn và lưu văn bản với một tên khác. Để củng cố lại kiến thức đã học, cô có một số câu hỏi. Câu 1, em hãy cho biết để tạo văn bản mới trên Microsoft Word 2010.
Chọn đáp án nào sau đây? Cô có 3 đáp án. Đáp án A, chọn thẻ file, chọn open. Đáp án B, chọn thẻ file, chọn S. Đáp án C, chọn thẻ file, chọn new, chọn blend document, chọn create. Sau khi các bạn đã đọc câu hỏi và có đáp án, sau đây các bạn cùng quan sát đáp án của cô và các bạn có trùng khớp với nhau không nhé. Ở đây cô chọn đáp án C, chọn thẻ file, chọn new, chọn blend document, chọn create. Tiếp theo câu số 2. Em hãy cho biết để lưu văn bản trên Microsoft Word 2010, chọn đáp án nào sau đây? Chọn nút lệnh xếp, chọn ổ đĩa D, đặt tên tiệp tin và chọn xếp. Chọn thẻ file, chọn new, chọn blend document, chọn thẻ file, chọn round. Sau khi các bạn đã đọc câu hỏi và có câu trả lời, các bạn cùng quan sát đáp án của bạn và cô có trùng khớp với nhau không nhé. Cô chọn đáp án A, chọn nút lệnh xếp, chọn vị trí luôn là ổ đĩa D, đặt tên tiệp tin và chọn xếp. Câu số 3. Em hãy cho biết để lưu văn bản với một tên khác trên Microsoft Word 2010, chọn nút lệnh nào sau đây? Đây cô có 3 đáp án: Save as, New và Open. Sau khi các bạn đã đọc câu hỏi và có câu trả lời, các bạn cùng quan sát đáp án của cô và các bạn có trùng khớp với nhau không nhé. Cô chọn đáp án A, Save as. Bài hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn vào lần sau.